một quả dưa lê. Anh sẽ giới thiệu mọi người cái gương mặt bạc trong làng sinh mệnh. Nó ngồi chăm chú mình xem mình ăn không. Ở đằng sau lưng đó, này nữa đó, thấy ăn là xong tới liền. Ở mấy bạn thấy trên lòng này có một bé mút không? Xin ăn cũng ngồi trực tội nghiệp của mọi người. Này nữa chứ, bên này nữa, cái thật đó đó, mọi người thấy không? Đó, thấy ăn quả gì là ngồi hóng vậy mọi người ơi, khổ thiệt chứ.